Hi, xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Thì ngày hôm nay mình sẽ xuất hiện ở đây với một cái chuyên mục hoàn toàn mới trên kênh của Điện Thoại Vui TV. Đó chính là mình sẽ trả lời tất cả những cái comment của bạn về cập nhật hệ điều hành mới trên Android, trên iOS, những cái mẹo vặt, những cái thủ thuật mà mình đã hướng dẫn cho các bạn mà chúng ta còn mông lung và chưa biết là các bạn đã làm sai điều gì mà không có làm theo như mình được. Hoặc là những cái câu hỏi về thay pin, về thay thế linh kiện, về sửa chữa ở trên kênh của bọn mình đã làm, và mình sẽ trả lời tất cả những cái comment này của các bạn đó. Và khoảng một tuần trở lại đây thì mình suy nghĩ cái tên cho cái chuyên mục mới này mà và mình vẫn chưa nghĩ ra được cái tên nào thật là hay, thật là độc để cho cái chuyên mục mới này nó thật sự là nổi. Chính vì vậy hôm nay mình muốn nhờ các bạn cùng suy nghĩ giúp mình xem là có cái tên nào thật sự là hay và thật sự là độc đáo thì hãy comment với mình ở phía bên dưới nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến với phần đầu tiên của cái chuyên mục mới này. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Và dạng câu hỏi đầu tiên mà mình có lọc được qua những cái comment của bạn đó chính là về cập nhật các cái hệ điều hành mới trên các cái phiên bản iOS. Thì mình sẽ chia ra làm 3 mục để chúng ta có thể dễ dàng trả lời. Đầu tiên thì đối với những cái câu hỏi thuộc về dạng là ừ anh ơi, chúng ta có nên cập nhật, em đang xài cái máy này nè, em có nên cập nhật lên iOS mới không, thì mình sẽ chia ra làm 3 loại. Loại đầu tiên là đối với những bạn nào đang sử dụng những chiếc iPhone, ví dụ như là iPhone XS, XR hoặc là XS Max, thì mình khuyên các bạn nên cập nhật lên các cái phiên bản mới một cách nhanh chóng nhất. Tại vì đối với những cái chiếc iPhone 2018 này thì nó còn khá là nhiều lỗi và yêu cầu các bạn phải cập nhật lên các cái phiên bản mới để chúng ta có thể fix được những cái lỗi này. Đối với loại thứ hai thì đối với những bạn nào mà chúng ta đang sử dụng những cái thiết bị từ iPhone 5S trở lên mà đang chạy iOS 11.4 thì mình nghĩ rằng các bạn nên cập nhật lên các cái phiên bản iOS 12. Tại vì sao? Tại vì trên iOS 12 chúng ta sẽ có thêm rất là nhiều những cái trải nghiệm mới, và kể cả iPhone 5S cái đời cũ nhất nó vẫn được hỗ trợ, thì không lý do gì mà chúng ta không cập nhật lên cả. Mặc dù là đối với những cái phiên bản beta thì nó sẽ còn khá là nhiều lỗi và còn khá là nhiều những cái lỗi lặt vặt mà các bạn mà chúng ta chưa thể nào khắc phục được và phải đợi Apple khắc phục trong cái thời gian tới. Còn những bạn nào mà chúng ta đang sử dụng những cái thiết bị mà đang chạy iOS 10 trở xuống thì mình khuyên các bạn, nếu như mà chúng ta muốn trải nghiệm những cái mới, những cái hay và những cái mà mình đã chia sẻ, những điểm mới trên iOS 12 chẳng hạn mà các bạn muốn trải nghiệm, thì hãy cập nhật lên iOS 12. Còn nếu như những bạn nào muốn cái độ nhanh, nhạy và tiết kiệm pin của những cái đời iOS thấp hơn thì mình khuyên các bạn chúng ta không nên cập nhật. Thì cái việc này nó tương đối là mang tính trừu tượng, tại vì nó sẽ tùy thuộc vào quyết định của các bạn có muốn trải nghiệm những cái mới và đánh đồng đi, và chúng ta sẽ bỏ đi những cái cũ thì các bạn cập nhật lên. Còn nếu như không thì để ở những cái phiên bản đó thì cũng tương đối là tốt. Và một cái điểm cuối cùng về cập nhật iOS nữa là mình khuyên các bạn nên cập nhật lên những cái phiên bản chính thức. Còn những cái phiên bản beta mình giới thiệu cho bạn thì để chúng ta có thể trải nghiệm thôi. Tại vì bản thân mình sử dụng thì mình cảm thấy những cái phiên bản beta này nó cũng chưa thực sự tốt về pin, về hiệu năng cũng như là về những cái thứ linh tinh khác, thì mình cảm nhận nó vẫn chưa thực sự tốt. Và mình chỉ chia sẻ cho những bạn nào mà chúng ta thực sự muốn có một cái trải nghiệm mới, một cái mới trên hệ điều hành iOS thì các bạn sẽ cập nhật. Còn nếu không thì cứ bản chính thức là chúng ta cập nhật lên đó. Và xong, chúng ta sẽ chuyển qua cái chủ đề thứ hai là nếu iPhone của mình bị mất mà không bật định vị thì có tìm được máy hay không. Thì câu trả lời của mình sẽ là nếu iPhone của bạn mà không bật định vị thì thua. Và điều yêu cầu mà chúng ta muốn tìm được chiếc iPhone của bạn là đầu tiên các bạn phải bật Find My Phone, có nghĩa là định vị iPhone của bạn trên chiếc máy của bạn trước khi nó bị mất. Điều thứ hai các bạn cần làm là, không phải là các bạn cần làm mà là cái người đó sẽ phải sử dụng chiếc máy của bạn, họ sẽ phải mở nguồn lên và kết nối vào một cái mạng 3G hoặc là Wi-Fi, nói chung là sử dụng chiếc máy của bạn, thì chúng ta mới có thể định vị được chiếc máy đó và tìm được chiếc máy đó. Và cuối cùng là khi các bạn đã khóa iPhone từ xa thì đồng nghĩa với việc là chiếc máy của bạn hoàn toàn bị vô hiệu hóa và chúng ta mình cũng không sử dụng được, và những cái người mà nhặt được máy thì họ cũng không sử dụng được luôn. Nói chung là nó quay trở về trạng thái là một cái cục trần giấy đó, một cái cục trần giấy cao cấp thôi, và
các bạn có thể yên tâm rằng các cái dữ liệu của bạn nó sẽ không lọt vào tay kẻ xấu. Câu hỏi thứ ba là có một bạn hỏi mình là AD ơi, cho mình hỏi là cái tùy chỉnh độ sâu trên iPhone 7 Plus của mình tại sao làm không được. Thì tùy chỉnh độ sâu hay gọi tắt nó là bokeh thì chỉ sử dụng được trên những dòng thiết bị iPhone 2018 là iPhone XS, iPhone XR và iPhone XS Max. Và đối với những cái dòng máy từ iPhone X trở xuống thì các bạn chỉ có một chế độ chụp là chụp chân dung, và sau đó chúng ta không thể thay đổi được bất cứ điều gì từ cái tấm ảnh này. Có nghĩa là khi các bạn chụp xong thì bạn cũng không thể tùy chỉnh được độ sâu trường ảnh đó. Thì cái điều này là một cái điều còn khá là hạn chế, và Apple chỉ cập nhật cái tính năng này ở trên những cái thiết bị từ iPhone XS, XR và XS Max. Còn thêm một điều nữa là trên những cái thiết bị iPhone 2018 thì bạn sẽ có thêm một cái chế độ, đó chính là trong cái lúc mà các bạn chụp thì chúng ta cũng có thể tùy chỉnh được độ sâu. Sau khi đã có được cái độ sâu, sau khi được có được một cái độ sâu trường ảnh khá là ưng ý rồi thì các bạn mới bấm chụp. Thì điều này khá là tiện lợi để chúng ta có một cái bức ảnh đẹp nhất và kiểu như là ưng ý nhất có thể. Câu hỏi thứ tư là anh ơi, bạn ơi, em ơi, hướng dẫn mình jailbreak iOS 12.1 đi, hoặc là cài CDA hoặc là cài Electra cho iOS 12.1. Thì câu trả lời của mình sẽ là hiện tại iOS 12.1 thì chúng ta sẽ chưa có jailbreak. Tuy nhiên thì iOS 12.0.1 thì đã có một vài thông tin cũng như là những cái thông tin lộ về các cái bản jailbreak này rồi. Tuy nhiên thì những cái phiên bản này họ chưa có công bố ra cho công chúng. Chính vì vậy ngay thời điểm hiện tại, kể cả iOS 11.4 trở lên thì các bạn cũng không thể nào jailbreak được. Mà nếu như những bạn nào đã lỡ lên iOS 12.1 hoặc là những cái phiên bản beta thì mình khuyên các bạn nên quay về lại phiên bản iOS 12.0.1 bản chính thức. Thì lúc đó chúng ta sẽ ngồi chờ và chờ một cái bản jailbreak sớm nhất đó. Tại vì iOS 12.0.1 là cái bản duy nhất mà mình thấy trong cái thời gian gần đây khá là nhiều thông tin nói rằng cái bản này đã được jailbreak rồi và sẽ cập nhật cho người dùng trong thời gian sắp tới đó. Thì các bạn hãy mau chóng hạ xuống, tại vì là khi mà Apple ra mắt những cái phiên bản beta tiếp theo thì chắc chắn rằng hãng sẽ khóa xay cái phiên bản iOS 12.0.1 này lại, và lúc đó thì chúng ta muốn về cũng không được, mà muốn jailbreak thì cũng không luôn đó. Còn đối với iOS 11.4 thì các bạn chỉ jailbreak được ở các cái phiên bản beta 1, beta 2, beta 3, còn cái phiên bản chính thức thì bỏ tay đó. Và câu hỏi thứ tư mình đã hoàn thành xong cho các bạn. Và câu hỏi thứ năm sẽ liên quan tới cái việc là mình có làm một cái bài hướng dẫn về cách làm như thế nào để các bạn có thể khôi phục lại máy mà khi máy của bạn vô hiệu hóa. Thì có những bạn hỏi như sau. Đây, ở gần cuối video em thấy anh không nhập mật khẩu ID mà iPhone vẫn hoạt động bình thường được ạ. Em tưởng restore lại thì sẽ có một chiếc iPhone mới tinh và mình phải nhập ID mới vào mới dùng được chứ. Và em đã bị vô hiệu hóa hai con iPhone 6S rồi. Thì đầu tiên là đối với chiếc iPhone của mình thì mình lúc đó mình không có cài tài khoản Apple ID vào, lúc đó mình không có cài iCloud vào, cho nên là khi mình restore lại máy thì gần như là mình không cần phải làm bất cứ một cái việc gì cả, mà chỉ việc mình restore lại, cập nhật lại một cái bản hệ điều hành mới là xong. Việc thứ hai là khi các bạn restore lại những cái chiếc iPhone, restore lại iPhone, iPad hoặc là MacBook, tất cả những cái dòng ID device, thì mình khuyên các bạn nên nhớ các cái tài khoản Apple ID hoặc là tài khoản iCloud nói chung thì chúng ta mới có thể dễ dàng mà restore lại được. Tại vì nếu như các bạn restore lại mà không nhớ những cái tài khoản đó thì chiếc điện thoại của bạn đương nhiên nó sẽ biến thành một cái cục chặn giấy cao cấp đó. Và điều thứ hai là nếu như các bạn có lỡ mà chúng ta quên cái tài khoản Apple ID hoặc là quên cái mật khẩu iCloud chẳng hạn, thì mình cũng đã để một cái đường link của iForgot ở bên dưới. Thì các bạn có thể sử dụng số điện thoại mà các bạn đã đăng ký cái tài khoản đó hoặc là sử dụng Gmail để chúng ta có thể lấy lại được cái tài khoản iCloud, và các bạn sẽ nhập vào trong máy sau khi chúng ta đã restore xong. Đó, thì trên đây là cái series đầu tiên thì mình cũng đã tổng hợp được 5 cái câu hỏi mà mình thấy khá là nhiều bạn hỏi đó. Thì các bạn có những cái câu hỏi gì nữa thì hãy quăng xuống dưới phần comment với mình ở phía bên dưới nha. Cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
Ok, và nếu như các bạn có quan tâm tới những cái chuyên mục khác về iOS thì mình cũng đã để một cái đường link ở phía bên phải đó, ở bên đây rồi. Thì các bạn hãy click vào đường link này để biết được là chúng ta quan tâm gì về iOS nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.